Chào anh em, hôm nay thì shop em mình có về được một lô hàng của EK với lại của Suntu anh em ạ. Về được rất là nhiều hàng anh em nhé. EK cao cấp này. Đó, hôm nay em mình về cả EK cao cấp này, rồi là cả EK HD anh em nhé. Về rất nhiều hàng luôn. Đợt này thì em về bán từ giờ đến hết năm nay luôn anh em. Đó, bán từ giờ đến hết năm nay nên là rất là nhiều hàng. Anh em có thể là lựa chọn thoải mái EK HD nhá. Đó, EK HD giá hơn 1 triệu này. Với lại EK 340 có cả Suntu nữa, đợi chút nữa em sẽ nhờ bạn nhân viên bóc ra cho anh em. Đây anh em nhá, EK HD. Đối với cái dòng sản phẩm này thì anh em nào mà mới tập chơi hay là anh em nào tài chính hạn hẹp nhá. Đó. Muốn mua một con ống nhòm để săn ong giá rẻ, cải thiện kinh tế rồi mua nhà mua xe chẳng hạn. Đấy. Thì có thể tham khảo qua cái mẫu EK HD này. Phụ kiện của nó thì sẽ bao gồm một cái túi đựng này anh em, một cái túi đựng này. Rồi là khăn lau quai đeo đầy đủ cho anh em nhá. Khăn lau quai đeo này, khăn lau đây anh em nhá. Đó, khăn nào đây, xin lỗi anh em quay đeo, đây là khăn nào này, đầy đủ cho anh em. Còn ống đây, đó, ống đây nhá. Phiên bản này thì nó sẽ có chống nước hết cho anh em và bảo hành đầy đủ cho anh em 2 năm, nhận hàng anh em kiểm tra thoải mái cho em. Săn ong mật, ong khoái, ong bò vẽ, ong cắt lá thoải mái cho em nhá. Đó, EK HD này, anh em kiểm tra giấy thân của ống nhòm sẽ có cái mã số này. Đó, đợt này em về rất là nhiều hàng, giá 1 triệu rưỡi là miễn phí ship tận nhà, bảo hành cho anh em 2 năm. Anh em nhận hàng sẽ được kiểm tra, ưng ý đúng mẫu mã sản phẩm thì mới cần thanh toán nhá. Chiếc này thì có chống nước đầy đủ luôn. Đó, còn mã tiếp theo thì em có là chiếc EK 340. Hôm nay em giới thiệu qua nhá, tại vì là đợt này hàng về nó nhiều quá. Đó, em không có thời gian nhiều và bây giờ em review cho anh em thì em nói gọi là chi tiết sơ qua. Cái phiên bản cao cấp nhất của nhà EK thì anh em sẽ có EK 340 FT 2 vạch vàng. Đấy, hàng new full box luôn, bảo hành cho anh em là 2 năm, nhận hàng kiểm tra ưng ý đúng mẫu mã thì anh em mới cần thanh toán nhá. Cũng đầy đủ cho anh em túi đựng này, quai đeo cổ này, rồi là khăn lau cho anh em. Anh em nào mà trong phân khúc giá hơn 5 triệu một xíu nhá, em nói thật là anh em nên chơi cái dòng phiên bản này. Đó, tại vì nó là một phiên bản cao cấp, với lại nhìn trường nhìn của nó rất là rộng, cực kỳ êm mắt. Con này thì nó sẽ được cải tiến cái cốp mắt nên nó sẽ chống cho cái mồ hôi nó rỏ vào kính. Khi mà anh em nhìn thì nó sẽ không bị khó chịu mắt. 142 EK 340. Con này thì thân của nó thì là thân ma dê rồi, rất nhẹ và bền. Đấy, chống nước đầy đủ cho anh em, trường nhìn nó quanh khoảng độ tầm gần 7 độ anh em nhá. Đấy, gần bằng con Nikon P7 luôn. Nhiều anh em thích phiên bản này lắm. Ở trên thân sẽ có phiên bản EK này. Và dưới thân thì sẽ có mã số của ống nhòm. Anh em nhận hàng sẽ được kiểm tra nhé. Đầy đủ cho anh em vòng chỉnh cận đoạn luôn. Con này mức giá em để cho anh em mức giá là 5 triệu 500 nghìn một con phiên bản hàng mới. Đó, bảo hành cho anh em là 2 năm. Tiếp theo là một phiên bản nữa. Phân khúc giá tầm trung đi. Ở đây thì em đang có chiếc Suntu. Đợt này thì EK ED Captor thì nó chưa có hàng anh em ạ. Nên là đợt này thì em về ưu tiên cho anh em là Suntu. Là Suntu đợt này anh em thay dùng EK cũng khá là nhiều. Con này thì em đang bán là 3 triệu, em sẽ sale cho anh em chỉ còn 2,6 triệu một con phiên bản hàng mới nhá. Suntu đầy đủ new full box cho anh em, bảo hành là 2 năm. Đấy, túi đựng của Suntu thì em thấy Suntu thì cái túi đựng của nó ngon hơn EK anh em ạ. Đấy, ngon hơn con EK ED Captor nếu như mà so sánh trong tầm tiền nhá. Đấy, con EK ED Captor không có tuổi với con Suntu này luôn anh em. Đấy, nhìn con Suntu nhìn nó thích mắt hơn, con EK thì nhìn nó hơi tù một tí. Đây, Suntu bản này là bản 326FT, kính phủ đỏ hồng anh em nhé, kính phủ đỏ hồng, cũng bảo hành cho anh em là 2 năm. Trên thân thì sẽ có logo của Suntu này, bản này sẽ là bản 142, 326FT anh em nhé, 326FT, hàng new nhá, mới 100% luôn cho anh em. Đấy, mới 100%, giá em sale cho anh em từ 3 triệu, chỉ còn 2 triệu 600 nghìn thôi. Anh em nào mua sớm thì còn giá tốt nhá, chứ còn về sau này gần Tết thì giá nó sẽ không còn tốt đâu, tại vì là ra được Tết là đến vụ ong mới là giá ống nhỏ nó sẽ bị đẩy lên rất là cao. Nên là em khuyên anh em nên mua sớm nhá, để giữ chữ cho năm sau cũng được. Đấy, anh em vào vụ ong phát anh em có ống anh em đi săn ong luôn, không phải sợ là bị tăng giá. Và một phiên bản cuối cùng ở trong video ngày hôm nay là một phiên bản, phải nói với anh em là phiên bản này là phiên bản bố của nét được anh. EK bản này là bản EK Fnac Feel. Con này hiện tại thì em đang bán với anh em mức giá là 6,3 triệu. Cái hộp của nó anh em nhìn cái hộp của nó rất là sang, rất là sang và đẹp nhá, hộp đen luôn. Cái hộp này em nhìn rất là thích. Ở dưới thân thì sẽ có mã số này, mã vạch của ống nhòm 142 ED. Dòng này là một cái dòng phải nói là bố của nét rồi các anh. Riêng Nikon M7 em đánh giá là không cao đâu. Con này nó hơn cả Nikon Monax M7 luôn các anh. Cầm rất đầm tay nhá. Đấy, con này bền hơn Nikon M7 rất nhiều. Đó, trên thân sẽ có chữ ED hệ năng kính này. Và con này em đang để cho anh em mức giá là 6,3 triệu, là miễn phí ship tận nhà, bảo hành là 2 năm. EK Fnac Feel anh em nhé. Đấy, anh em nhìn để ý cho em này, 142. Con này thân, trên thân của nó đây sẽ có mã số của ống nhòm. Đó, hộp nó sẽ là màu đen nhé, túi đựng đầy đủ cho anh em. Sẽ có một vạch vàng ở giữa thân. Đó, anh em nào chốt được chiếc này em nhắn tin cho em luôn. Kính của nó đây anh em nhé,
kính đây. Đó, sẽ trong kính sẽ có dòng chữ EK Waterproof này. Bảo hành cho anh em con này là 2 năm, anh em nhận hàng test thoải mái cho em. Con này phải nói là nó nét, sắc nét hơn con Nikon P7, hơn cả con EK 340 luôn anh em nhé. Tại vì phiên bản này là phiên bản mới ra mắt của hãng mà. Đấy, dùng rất nét luôn. Con này em bán 6.3 triệu, anh em là chốt được thì nhắn tin sớm cho em luôn. Đó, em sẽ ship hàng đi tận nơi tận nhà cho anh em. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào quan tâm đến 4 mẫu dòng sản phẩm ống nhòm ngày hôm nay thì em có thể liên hệ sớm cho em để đặt hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em.